viêm gan B tiêm vaccine COVID-19 có được không? Người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, rối loạn tiền đình, viêm gan có được tiêm vaccine hay không? Theo các chuyên gia, những người có bệnh nền, có tình trạng ổn định thì nên tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt. Bởi vì vaccine không ảnh hưởng hay làm bệnh trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, nếu bị nhiễm COVID khi chưa được tiêm chủng thì nhóm đối tượng này rất dễ xảy ra các biến chứng nặng. Do đó, nó băn khoăn về viêm gan B có tiêm vaccine được hay không thì câu trả lời là có. Cũng giống như nhóm đối tượng mắc bệnh nền, người bị viêm gan B hoàn toàn có thể tiêm vaccine khi tình trạng đã ổn định. Nếu đang sử dụng thuốc kháng virus viêm gan B theo chỉ định của bác sĩ thì người bệnh vẫn có thể tiêm vaccine một cách bình thường mà không phải dừng thuốc. Đối với người có tiền sử dị ứng thuốc và mắc bệnh thì nên cẩn thận trước khi tiêm. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và chỉ tiêm tại cơ sở y tế có đủ điều kiện phục hồi, cấp cứu ban đầu. Sau khi tiêm, bạn cũng nên chú ý theo dõi các triệu chứng phản ứng bất thường có thể xảy ra các biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.